Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu ăn trưa tại cái quán ẩm thực gà đồi nhá, ẩm thực gà đồi. Và như thường lệ, các bạn nhìn thấy bác đang làm cơm lang đây mọi người. Đấy, các bác đang làm cơm lang. Vâng. Dạ. Dạ. Con mua cho bác cơm lang nhất cẩm nhé. Ngon lắm con ạ. Vâng. Mua cho bác để cho các bạn mua. Vâng. Các bạn nhìn thấy chưa? Có ăn hơi đông mọi người ạ. Không hiểu vì sao luôn. Mỗi bạn chúng ta có một bên là gà quay, một bên là gà ủ muối hoa tiêu. Cái gà ủ muối hoa tiêu này là do cô giáo chủ nhiệm của mình quảng cáo đấy mọi người. Bạn nào muốn mua gà ủ muối của cô giáo chủ nhiệm thì mọi người hãy comment email của các bạn nhé. Tiếp theo là xôi chim nha. Xôi chim, đậu sốt cà chua, rau muống xào, gỏ xà măng. Còn đây là thịt tướng nha mọi người. Nướng viên, đặc sản gà vị. Còn đây là nước chấm gà ủ muối. Đây, nước chấm gà ủ muối. Đó là của cô chủ nhiệm. Đặt ở đây. Đấy. Và đặc biệt là mỗi người sẽ có một chai khoai nước ngọt tự chọn nhá, cái nào giống nhau hết. Chai nước ngọt mang tên cam canh. Đấy, cam canh chất lượng xuất Mỹ. Đấy, 320 ml. Ok, bây giờ mình sẽ tắt máy quay, mình ăn luôn, xong rồi mình sẽ đi tiếp đến khách sạn nhá. A few moments later. Ok, vậy là mình đã ăn xong rồi nhá mọi người. Và bây giờ mình sẽ xem từ đoàn giáo viên cho đến hết là như thế nào nhá. Đoàn giáo viên phụ huynh đến hết giờ này. Đây là đoàn đầu tiên, đoàn giáo viên và phụ huynh. Trong nhà hàng này bao gồm cả phía chỗ bên phải là mấy nhóm người. Cái này thì mình sẽ không quan tâm đến nhá. Và như bạn nhìn thấy là các bác phụ huynh ăn rất là khỏe. Và các cô, không một cô thôi mọi người ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiếp theo là bảng thứ hai. Bảng hai là bảng mình vừa ngồi. Đấy. Really nigga. Đây, bảng thứ ba đây. Đây là bảng thứ tư. Ồ, rất nhiều gà nhưng chưa ai ăn hết. Mình là ăn gặp quá dữ, ăn bằng tay luôn. Đây bảng thứ năm. Và đa số là ăn hết, khá là mạnh. Bảng thứ sáu không có ai, chắc là do người nào đi rồi. Đây là bảng thứ bảy. Đấy, bảng thứ bảy hầu như là ăn xong hết rồi. Còn chỉ là chỗ gà muối thôi. Và như bạn nhìn thấy đây chính là tủ lạnh nha. Bên trong tủ lạnh gồm có hộp sữa chua nếp cẩm, dưới là nước cam, cò húc, kia này, các loại rau ở gia vị. Đấy, xem qua thôi. Ngoài ra còn số loại nước ngọt, các loại trái nước ngọt, coca, chất đậu nành, nước cam. Đấy, cái này là không làm đông lạnh nha. Trên bàn có 2 bịch bò húc và 3 bịch sữa đậu nành nhá. Đấy. À, ở phía bên trái của chúng ta, các bạn có thể thấy đây chính là khung cảnh của ngôi nhà rất là đẹp. Đây là khung cảnh các loại hoa mình đang quay của bà người ta, nhưng mà chúng tôi quay khung tranh nó đẹp thôi. Tiếp theo là khung tranh một loại hoa màu trắng khá là đẹp luôn. Còn đây là khung tranh hình hoa la kèn. Hoa la kèn lỗi thời. Đây, các bạn ăn xong rồi, các bạn ngồi ở trên bàn đây. Đấy, rất là thoáng đãng luôn. Bây giờ mình sẽ mua cơm lam nha mọi người. Cơm lam ăn cho vui thôi. Cơm lam. Cơm lam chắc chắn là ở đặc sản rồi mọi người ạ. Ở vùng Tây Bắc thì cũng có cơm lam mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ gọi một suất cơm lam nha. Ba cháu một cơm lam tím ạ. Vừa nãy bác đang gọi điện thoại, bây giờ mình sẽ gọi. Đây, đây. Được. 5.000 một ống bác. À. Vâng. Cho cháu một ống thôi. Màu tím. Vâng. Đây.
Rồi, 6 giờ lại 5.000. Nói chung là bạn nào mua cơm lam thì các bạn đến chỗ bác Tháo một tí tí ít. Đấy. Bác tên là gì hả bác? Bác tên là bác Hồi. Bác nào? Bác Hồi. Hồi. Bác Hồi. Bác Hồi. Bác Hợi. Ừ. À, bác Hợi mọi người ạ. Bạn nào muốn mua cơm lam thì các bạn đến chỗ của bác Hợi nha. Chỗ của bác Hợi để mua cơm lam. Giá là 5.000 nha. Rất là rẻ luôn. Ok, vậy là mình đã mua được một chiếc cơm lam nha mọi người. Một ống cơm lam. Một ống cơm lam thì giá rất là đơn giản, 5.000. Đấy. Bạn nào muốn mua cơm lam thì hãy đến chỗ của bác Hợi nha. Chỗ của bác Hợi mua cơm lam nha. Thì khi nào về phòng thì mình sẽ thưởng thức cái món cơm lam tím luôn cho mọi người xem nha. Ok. A few moments later. Hiện tại chúng ta đang ở sản phẩm sữa xị vàng Ba Vì. Đấy. Gồm có sữa chua uống hoa quả, sữa tươi bò có đường, sữa tươi dê có đường, sữa chua bò, sữa chua dê, caramel, sữa chua nha đam, sữa chua nước cẩm vũ, sữa chua chanh dây, sữa chua phô mai, sữa chua rửa non, bánh sữa các loại. Đấy, 14 loại sản phẩm là như vậy. Đấy, mình nghĩ là cái này thì mình sẽ mua thì mua sau khi chuyến đi kết thúc. Như nếu mua lần này thì không nói làm gì. Thì đi về khách sạn thì mình nghĩ là vẫn sử dụng tốt để tính nhá. Và hiện tại quãng đường đi theo mình nhớ được trong não là 50.25 km. Để xem từ 50.25 km đến chỗ khách sạn là sẽ như thế nào. Ở đây chúng ta vẫn để ý xe số 17 trường cơ sở Đoàn Thị Điểm. Đấy, phường Cầu Diễn. Hiện tại là chúng ta đang chuẩn bị từ nhà hàng đến khách sạn mà chúng ta sẽ ở. Nhưng mà vẫn là ở Ba Vì nha mọi người. Đó. Và mình có để ý là có một cái gói chấm như này, nó chấm được gói bằng giấy và cái ống cơm lam. Thế ra mình quên mất là chưa được túi. Có gì thì mọi người thông cảm cho mình. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu vào vườn quốc gia Ba Vì nha mọi người. Và mình đã bắt đầu bật cái quãng đường. Chỉ là bắt đầu thôi. Đây là mình được 0.01 km. Đấy. Thời gian đang chạy nhá. Hôm nay mình mải lướt TikTok quá nên là quên mất luôn là đường đi vào đó rồi. Và hiện tại là 13:32. Và hiện tại là mình đã đi được với quãng đường là 0.75 km. Đấy. Rất là hay luôn. Ok, như vậy là chúng ta đã ở chỗ khách sạn. Đây, cho các bạn xem nha. Sau lưng của chúng ta, các bạn có thể thấy đây chính là khách sạn. Không biết là khách sạn có tên là gì. Mà mình gọi là villa nha. Villa, căn villa rất là đẹp. Và phía bên kia người ta tổ chức cái gì? Tổ chức gala, galùng gì. Cái này không liên quan đến lớp mình nha, cho nên bỏ qua. Kia có cái biển. Khách sạn là phía bên tay phải, còn đồi thông là phía bên tay trái. Ở kia gọi là đồi thông nha, chứ không phải là sân vườn các kiểu. Đấy, gọi là đồi thông. Đa số các bạn đang xách đồ xuống chuẩn bị ở trong cái khách sạn đó. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Khoảng một năm trước thì mình có làm cái video du lịch 2 ngày 1 đêm ở Cát Bà. Nó chính xác là chưa ăn uống ở đây là toàn là hải sản. Còn chưa chỗ lần này là ăn các món ăn đặc sản nha mọi người. Chứ không ăn hải sản như mấy hôm vừa rồi. Thế trong clip này mình sẽ thay đổi gió một tí. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vác đồ và vào trong khách sạn check in nhá.
Và mình đi được quãng đường 3,76 km nhá. Lúc đến thì mình quên chưa xem tình hình như thế này đâu. Để xem kết quả. Vậy là tổng quãng đường đi là 54,06 km nha.